Xin chào mọi người đã tới với cả PC Gaming. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn nguyên cái series của tựa game chiến thuật nổi tiếng thế giới, đó là Total War. Xem nào. Thì trước đấy mình đã có một cái video hướng dẫn các bạn download Total War thứ 2 rồi. Đây là cái bản ra mới nhất năm 2017 đúng không nào? Còn bây giờ ấy, thì sau khi lật lại thì mình thấy cái series Total War này nó rất là chất lượng và rất là nổi tiếng luôn. Cho nên mình quyết định sẽ giới thiệu các bạn nguyên cái series của cái tựa game Total War luôn. Và mình sẽ nói trước đó là mình sẽ bắt đầu từ cái phần Shogun 2 trở đi nhá. Còn từ cái phần Napoleon Total War trở về trước ấy, đây này, cái phần nửa sau này ấy, thì nó cũng là trong series Total War. Nhưng mà thứ nhất ấy, là nó là game cũ lắm rồi, cho nên bản collect của nó khá là khó kiếm. Và thứ hai ấy, nó cái lỗi của nó thì nó thuộc vào cái thế hệ, có thể nói là thế hệ cũ rồi, cho nên là cái đồ họa của nó sẽ không có chất lượng và mình nghĩ là nó sẽ không còn đáp ứng được cái nhu cầu thị hiếu của chúng ta nữa, đúng rồi. Cho nên là mình sẽ chủ yếu giới thiệu với các bạn cái phần mới của series Total War thôi. Và bắt đầu từ Shogun 2 cho tới Three Kingdoms ở đây. Thế nào? Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu với cả Shogun 2 nhá. Thì đây, các bạn hãy nhìn xuống phần mô tả bên dưới video, mình có để link download. Nó gồm một file game, một file crack và một file biến hóa nha các bạn. Đây Shogun 2 đã có biến hóa được làm bởi Total War VD này. Thế nào? Thì các bạn hãy download hết về và giải nén ra nhá. Mình sẽ vào file game trước. Trong file game này mình sẽ chạy file setup nhé các bạn. Này, application này. Chuột phải và open. Ở đây thì ngôn ngữ chắc chắn rồi, là English đúng không nào? Ok. Bản crack này được làm bởi Prophet nhé các bạn. Mình sẽ ấn Next. Rồi mình ấn vào browser ở đây để chọn vị trí mà chúng ta sẽ lưu cái game Total War Shogun 2 này. Mình sẽ lưu thẳng ở đây luôn. Ấn Next. Click tiếp. Next. Install. Cái game này nó nặng khoảng tầm 17 GB thôi, các bạn thấy đúng không nào? 17 GB. Cho nên là quá trình cài đặt nó cũng hơi lâu một chút, vì vậy là mình sẽ tua qua đi nhá. Rồi, sau khi quá trình cài đặt game đã gần hoàn thành thì các bạn hãy tích chọn vào tất cả những cái này nhá. Direct sẽ cộng cộng các thứ, đây là những cái yêu cầu để chơi được game này. Sau đó thì ấn finish nhá. Nó sẽ bắt đầu tiến hành cài đặt từ Direct cho tới sẽ cộng cộng. Đầu tiên là Direct này. Cũng nhanh thôi, cái này nó nhanh hơn rất là nhiều so với cả quá trình cài đặt game nãy. Rồi finish nhá các bạn. Đây thì hiện cái bảng ra ấy, cái bảng cài đặt xe cộng cộng ấy, thì các bạn ấn vào yes nhá. Rồi cái này nó có thể nói thế nào nhỉ? Nói chung là những ai mà máy có rồi thường nó hay hiện ra những cái lỗi như thế này. Gần ok rồi, chưa nào. Xong rồi đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành quay lại cái chỗ crack nhá các bạn. Đây là Prophet crack này. Các bạn vào đây copy tất cả 5 cái file này. Sau đó các bạn tới nơi mà các bạn đã cài đặt Shogun 2, chưa nào. Các bạn dán nó ra. Mình cài đặt ở đây các bạn thấy không? Replay the file nhé các bạn. Replay the file nhé. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ quay lại file Việt hóa. Đây, Shogun Việt hóa 3 Total War VN. Các bạn vào đây, vào trong đó. Sau đó thì các bạn copy cái file tiếng Việt.pack này. Copy lại, sau đó thì các bạn quay lại nơi cài đặt Shogun 2. Các bạn vào data. Đây này, ở đây nhá. Các bạn dán nó ra. Còn những bạn nào mà thích chơi cái bản tiếng Anh ấy thì các bạn có thể không copy cái Việt hóa này cũng được nhá. Còn những bạn nào thích chơi tiếng Việt thì các bạn có thể copy Việt hóa ra đây. Rồi, bây giờ thì chúng ta có thể vào game và chiến được rồi đấy các bạn. Mình sẽ chạy cái Total War Shogun 2 nhá. Đây là tựa game có thể nói là đánh dấu một bước thay đổi cực kỳ lớn trong cái thể loại game chiến thuật, như là tạo một dấu ấn cực kỳ lớn với cả fan hâm mộ luôn. Và trong năm 2012 thì tại Game Award, Viện Hàn Lâm Anh đã quyết định trao cho Shogun Total War 2 giải thưởng game chiến thuật hay nhất năm. Thì đó có thể thấy là cái series rất là chất lượng đúng không nào? Cũng đồng thời trong năm đó thì các cái tạp chí về game lớn trên thế giới đều cho Total War cái thang điểm gần như đều là 9 trên 10 hết. Đó là một thang điểm rất tuyệt vời. Đây rồi. À quên, để mình bạn nhỏ volume lại một tí nhá. Nhạc nó khá là ầm ĩ các bạn. Rồi, xong luôn. Hoặc là thấy tab nữa. Đợi chút nhá các bạn. Có lẽ game đang load mà mình lại bay ra cho nên là bị như thế này đây.
Thôi rồi, ta đi vào lại. Thôi tuần qua Shogun 2. Hả? Nó bắt chọn direct à? Ok, chọn direct 11 đi. Sẽ thêm cái này vào trong cái series video game của năm của mình. Mình có khá nhiều những cái game mà được giải thưởng cao trong các năm trong cái channel các bạn. Các bạn có thể vào và tham khảo qua cái series video đó. Trong cái danh sách phát của mình á, có một cái series là Game of the Year. Các bạn có thể vào tham khảo những cái game có thể nói là hay nhất năm của từng năm một được trao những cái giải thưởng danh giá. Mình sẽ tập hợp những game đó lại cho các bạn có thể nói là có nhiều lựa chọn hơn chơi game. Và đương nhiên rồi, mình sẽ thêm Shogun 2 vào. Sắp tới thì mình sẽ giới thiệu các bạn những cái game hay nhất năm 2017 được trao giải tại Game Awards. Nó gồm những gì nhỉ? The Legend of Zelda này. Chủ yếu là The Legend of Zelda đúng không ạ? Game này gần như là không chỉ cái giải Game Awards 2017 luôn, với một đống đề cử. Quá trình load game có vẻ là hơi lâu các bạn nhỉ? Chắc là nó cứ treo ở đây biết. À đây rồi. Đợi mãi. Game này được hỗ trợ bởi AMD à? Thường thì các game thì hiện tại đều được hỗ trợ bởi cái Nvidia cơ. AMD nó không phải là cái cạc đồ họa có thế mạnh ở cái mảng game. Thôi tua, các bạn thích thì có thể xem nhé. Đây, các bạn thấy Việt hóa bởi tôi tuần qua, mọi thứ đều được Việt hóa đúng không nào? Mình sẽ nhảy vào tùy chọn. Ở đây thì có lẽ là được Việt hóa hết rồi, cho nên là mình cũng không cần quan tâm nhiều lắm, cũng như không cần giới thiệu các bạn nhiều đúng không nào? Nó mặc định điều chỉnh Ultra cho mình rồi các bạn. Game này ra hồi 2011, cho nên là rất là nhẹ, khá nhiệt độ phân giải cấu hình đây luôn. Đúng rồi. Với cái giao diện này thì mình nhớ tới ngay cái tựa game đó là game gì ta? Game Battle Realm. Đây là một tựa game rất mình hồi nhỏ rất thích chơi. Chiến dịch Shogun, cuộc nổi dậy của Samurai, kết thúc thời đại Samurai. Chiến dịch Shogun phát nhỉ? Chơi mạng à? À, chơi mạng thì lại không được rồi. Đây là game Crash mà các bạn. Tập đánh trận phát nhỉ? À không, đây nó chỉ là à không. Các bạn có thể click vào đây để vào à? Clan Art Fury. Game chiến thuật thì thực sự là mình đã không biết chơi cho lắm. Chiến dịch Shogun Atre Tutorial. Đây là hướng dẫn chơi này các bạn. Thủy chiến cho người mới. Tập trận thủy chiến nâng cao. Căng vậy. Chiến dịch mới, các trận đánh lịch sử, trận đánh tự chọn, tự tạo trận đánh nữa cả. Xem lại các trận đánh, có cả replay nữa cơ, ui căng nhở. Mình sẽ vào chiến dịch mới, thử phát nhá. Hả, chọn quân à? À, chọn gia tộc à? Gia tộc nào nhìn cool ngầu tí nhỉ? Oda, Date, cái gì đấy? Takeda, Tokugawa, Usugi, Hattori. Otomo. Ôi chọn Takeda nhỉ? Takeda nghe có vẻ hấp dẫn. Độ khó của trò chơi. Các bạn có thể chọn ở đây nhá. Ui kỳ tích cơ. Hồi dễ thôi. Mình là người mới chơi mà. Xem nào. Thì chọn thêm. Show CPU mode. Battle limit. Battle time limit. Giới hạn thời gian đánh trận à? Được rồi, bắt đầu trò chơi. Kệ đi. Mình thì thực sự là mình không biết chơi game chiến thuật, đó là điều khẳng định luôn. Mình chưa từng chơi luôn. Trước đây có cái Warhammer 2 ấy, thì mình cũng chỉ vào mình loáng thoáng tí xong mình phán ra luôn. Tại vì mình đam mê cái thể loại eSports với cả MOBA cũng như là FPS hơn là cái thể loại game chiến thuật này. Nhưng mà với những ai mà biết thích chơi game chiến thuật thì chắc chắn là các bạn phải nghe tên tới cái series tôi từng qua đúng không nào? Mình sẽ vào nghịch thử tí xem có gì hay không. Biết đâu mình lại chuyển sang đam mê cái tựa game này. 15 or 45. Đúng rồi, mình sẽ tua lần nữa nhá.
Thì cái bối cảnh của cái tựa game Auto the Wasp này chắc chắn rồi, chính là nước Nhật thời chiến quốc. Cái gì đây? Thôi, một khi chúng ta trở thành đồng minh của Murakami, quân đội của họ có thể làm chứng cho sức mạnh của Takeda. Chúng ta cần củng cố, vãi khó đọc thế. Chúng ta cần củng cố lực lượng để phòng các lãnh chúa Shinano luôn lăm le nhằm ngó lãnh thổ chúng ta từ phía bắc, đánh bại một đội quân thuộc gia tộc Murakami. Phần thưởng là cái gì đó, lãnh biên luôn. Dressfork phía bắc, đông tây nam bắc. Đây à, chắc là cái đám này à. Quân cung, tinh thần 4, tấn công cận chiến 2, phòng thủ cận chiến, giáp chiến, áo giáp, tầm bắn, nạp đạn, chính xác, đạn dược, tinh thần. Tinh thần, sẽ đéo đến là tinh thần nữa, what the fuck. À, đây là một thể loại game về dàn quân cũng như là lãnh đạo đội quân, cho nên là yếu tố tinh thần có lẽ là cũng sẽ tạo được cái gì đó dành cho quân đội của các bạn. Đây là bản đồ à? Cái gì đấy? Võ sĩ đạo, sĩ đạo. Tốc độ làm chủ kỹ thuật hiện tại. Nó giống như kiểu tăng skill các bạn ạ. Năm phần trăm tầm di chuyển của bộ binh trên bản đồ chiến dịch, đúng rồi. Đây là kiểu là skill ấy. Chơi nhiều chúng ta được tăng những skill, học học những skill lên này. Nó giúp cho quân chúng ta mạnh hơn, khả năng lãnh đạo chúng ta tốt hơn trong cái tựa game này. Có nhiều yếu tố lắm. Cái gì đây? Đánh cái này á? Học thuyết truyền thống. Cũng có những phần nó chưa được dịch các bạn ạ. Nó chỉ dịch được một phần thôi, giúp chúng ta hiểu hiểu sơ sơ thôi. Kasahara. Phần trên này nó cũng không dính luôn này. Thôi thì được, tí nào hay thì đấy các bạn không? Đúng không nào? Đây là một dự án rất tâm huyết của nhóm Totten Wild VN. Cho nên là chúng ta cũng không nên chê trách gì cái bản dịch này, mà nên cổ vũ họ để họ dịch tốt hơn nữa. Đánh không nhỉ? Đánh đi, sợ gì? Chơi đó anh ơi. Quân địch có 200 lính bộ, 160 lính tên và 60 lính ngựa. Quân mình thì có hơn được cái gì đấy? Yari Samurai là cái gì? Đúng rồi, chúng ta hơn được tận 150 Samurai luôn. Tới thôi. Trận đấu đầu tiên của mình trong tựa game Totten War Shogun 2. Quân ta sẽ ở cái chỗ màu vàng này. Quân bọn họ sẽ ở chỗ màu đỏ này. Âm nhạc khá là hay đúng không nào? Cái kiểu âm nhạc cổ điển của Nhật Bản này nó rất là kích thích. Đặc biệt là trong những cái bối cảnh mà nó binh đao như thế này thì cái phần âm nhạc cũng tác động đến rất là nhiều, làm cho cái phần chơi của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn. Loát hơi lâu các bạn ạ. Trận đánh Corfu năm 1545. Chắc mình được biết đấy thì tấn công lực lượng bạn có thể chờ đợi điều kiện thời tiết thuận lợi để bắt đầu trận đánh. Thuận lợi ấy. Thuận lợi. Điều kiện thời tiết nào thuận lợi cho quân mình nhỉ? Quân mình đánh trong sương mù à? Đánh trong mưa hay là đánh thế nào? Thời tiết hiện tại dry, dry, what the fuck dry đây. Chờ đợi. Thời tiết gì đấy? Sáng sáng hơn tí à? Chờ đợi. Mưa. Ui. Thôi rồi. Tới. Đánh trong mưa luôn các bạn ạ. Căng chưa? Quân mình ngay. Xem quân địch ở đâu. Quân địch ở chỗ nào ấy? Không thấy được các bạn ạ. Không scout được à? Rồi, xem quân mình thì đã. Dàn quân, dàn quân. Chúng ta được phép dàn quân ngay từ đầu các bạn ạ. Đây là kỵ binh. Zoom gần lên một chút. Đây là cung binh. Cung binh thì luôn luôn rồi, chắc chắn là phải ở sau đúng không nào?
Đây là bộ binh. Đây là 160 anh chàng samurai mình đã nói. Sẽ là quân chủ lực nhỉ. Yeah. Đây là kỵ binh luôn à? Hả? Ờ, hai bên kỵ binh này nó khác nhau mà. Một bên là Takeda Line. General. Là cái gì vậy? Phải có sự khác biệt giữa hai bộ kỵ binh nhé. Kỵ binh cung à? Phải không? Hình như là các bạn ạ, à, nhìn trên cái cờ này. À đâu, đây là kỵ binh kiếm. Còn đây là kỵ binh giáo à? Quân nào mạnh hơn nhỉ? Lên bố trí ra sao nhỉ? Mình thì mới chơi game này. Có thể sắp xếp hai bên. Kỵ binh đẩy sang hai bên để đánh sườn. Còn trực diện sẽ là bộ binh. Và đằng sau hỗ trợ sẽ là cung binh. Đúng không nào? Được rồi. Trận chiến chính thức bắt đầu. À, tiến lên cao tí nữa. Ok. Start battle. À đây, quân ở đây. Xem nào. Đối phương để cung binh đi đầu á, really? Kiểu dàn trận như thế này có vấn đề gì không nhỉ? Hay là nếu quân mình đi vào thì cung binh sẽ bắn được trước. Sau đó thì sau khi áp sát thì cung bộ binh của nó cũng tiến được đến gần mình hơn. Nghe có vẻ hợp lý nhỉ? Được rồi, tới nào. Anh em, không bị gì phải sợ cả. Tắt lên. Nó có tự động. Á, à, dễ thôi. Mua thằng dễ nơi vậy, what the fuck. Chúng ta sử dụng tấn công à? Nó không tấn công mình à? Nó vẫn đứng yên các bạn ạ. À. Tới đây anh em ơi. Ừ, kỵ binh có vẻ đi nhanh hơn hẳn so với cả bộ binh và cung binh. Bọn này, à, di chuyển rồi. Đang dàn trận một cách hết sức hỗn loạn. Hả? À đây, thế là nó cũng dần dần với mình ý nhé. Khác cái là cái kỵ binh của nó đẩy ra sau rồi các bạn. Bộ binh của nó đến trước rồi. Sao mình phải leo núi à? Nếu leo núi như này đánh giữa sườn núi thì mình có bất lợi gì không nhỉ? Quân địch thì vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ... Ui, kỵ binh đi xa quá, kỵ binh đi xa quá. Rồi, vòng ra đây. Rồi, vòng ra đây. Đây sẽ là hai đội đội binh chính để đánh cung binh của nó. Còn mình sẽ hy sinh đám bộ binh vậy. Cái này thì không sử dụng phím điều hướng nữa các bạn ạ. À. Phải dùng với phím WASD. À mà mình quên nhá nhỉ. Mình chưa cho các bạn coi cái phần... Phần điều khiển. Đúng rồi đây. Các nút sử dụng trong game nữa các bạn. Không quá nhiều nhưng mà cái cách nó ghi như thế này thật sự khá là khó đọc. Campaign Battle. Đây nha các bạn. Để là tiếng Anh cả, không được dịch nhỉ. Dịch ra thì những cái này mà nó dịch ra thì khá là khó. Thôi thì các bạn cứ nhớ những nút này vào bấm thử xem nó là cái gì, lúc đó các bạn sẽ biết. Đó là cách đơn giản để làm quen. Cái này cần chôn một phát nhỉ. Này cần chôn 4 đi. 1 4 không được à? Ship 4 à. Ship 1. Không đặt tên quân đội được à? Chán vậy. Ờ đi rồi. Đứng yên đấy. Không đặt tên được nhỉ? Ừ, không đánh số được, không đánh số được từng đạo quân riêng các bạn ạ. À. Thế thì điều khiển nó khó lắm nhỉ? Lên nha anh em. Rừng cây này có đứng vào được không ta? Rồi, tiến vào rừng cây này. Con đạo kỵ binh này vòng tít ra xa thôi. Chuẩn bị đánh nhá, xung quanh, bao vây hết đối phương luôn. Quân mình đông hơn mà, cái gì phải ngại đúng không nào các bạn? Con lèng phẻng vào cung nó bắn vỡ mồm ấy.
Đạo này thì tới đấy bác tài ơi, tới đấy bác tài ơi. Rồi bắn, bây giờ thì kỵ binh đạo này sẽ tập trung thẳng vào cái đám tính cung này. Kỵ binh đâu, lên chạy, đập thẳng đám tính cung này. Bắn rồi, cung bắn rồi. Ui nó cũng bắn trả, gắt thế nhỉ. Ô, sao kỵ binh đi chậm vậy? Xông lên. Thế chứ. Cái đám này còn đứng đây nữa, what the fuck. Sao lại có một đám ở đây bất tuân lệnh à? Really? Đúng rồi, càng quét cái đám cung binh của nó. Hả? Con đám này sao đấy? Mình ấn nhầm cái là tự động nó di chuyển hết các bạn ạ. À. Di chuyển lôm côm hết luôn. Nó rút à? Sao lỗi AI sao mà nó di chuyển lông côm nhỉ? Khó chịu kinh quá đấy. À, mà nó rút quân các bạn à. Vậy mình chiến thắng à? Nó có đơn giản quá không? Trận đánh đầu tiên của mình mất có vài cung binh. Mất khoảng tầm 12 kỵ binh. Còn 40 thằng này thì không hiểu sao nó lại. Thôi rồi, chiến thắng rồi thì kết thúc cuộc chiến rồi. Có một đám bộ đám gì nhỉ? Đám kỵ binh bên phải ấy, nó lại đứng yên các bạn ạ, nó không di chuyển. What the fuck? Hay là quân tướng nhỉ? Nên nó không xung trận trực tiếp mà chỉ đứng nhìn thôi. Hay là vậy ta? Được rồi, như vậy là trận đánh đầu tiên của mình trong tựa game Totem War đã thành công tốt đẹp, mỹ mãn đúng không nào? Chiến thắng đầu tiên. Mặc dù cách cách dàn quân của mình nó hơi thiếu chiến thuật, như là hơi dựa vào cảm tính. Úi rồi, bắt chết. Được rồi, chúng ta đã mở mở rộng được bờ cõi các bạn ạ. Đi lên tí nữa không? Cái gì đấy? Asset này. À, không đi được. Đi vào đây. À, quân chúng ta phải nghỉ ngơi à? Nghỉ ngơi bao nhiêu ngày? Ui, một chị An các thứ gì ở đây? Khiếp thế nhỉ? Chiêu mộ quân à? Chiêu mộ bọn cung tên này. Cái này liệu có khai thác trồng lúa hay là khai thác gỗ rừng các thứ gì không nhỉ? Chiêu mộ quân thì thường phải nuôi quân mà. Xây dựng. Cộng 4 trấn áp trong tỉnh này. Chuồng ngựa. Cho phép chiêu mộ bổ sung quân. Thu hoạch từ nông nghiệp trong tỉnh này. À, đây này. Xây mấy cái này là chúng ta sẽ có thêm quân lương rồi các bạn. Thu hoạch từ nông nghiệp trong tỉnh này. Tăng tốc độ chạy. Kinh vậy, tăng tốc độ chạy. Được rồi, xây cái này. Nâng cấp lên. Nâng cấp hết mấy cái này lên. Đó, chúng ta sẽ được nhiều quân lương hơn. Bộ binh Takeda Shingen. Takeda Shingen. Thế nào? Hả? À, chúng ta còn quân này. Ngoài cái ông tướng mình vừa vừa đánh trận xong. Quân ở đây khá là nhiều. Có mấy này chỉ có 40 người à? Ít vậy. À, quân nó này. Sang đánh không? Đúng nhỉ?
Rồi, làm sao đây? Enter. À, đúng rồi, mình quên mất đặc điểm của game chiến thuật. Đó là chúng ta sẽ chỉ có một ngày hoặc là một thời gian nhất định để hoạt động thôi. Sau đó chúng ta enter và đến lượt đối phương hoạt động. Đó. Sau đó chúng ta tiếp tục đi được. Đúng rồi, sao mình quên mất nhỉ? Ideal for whittling down the enemy. Rồi, bây giờ chúng ta có thể làm tiếp theo những gì đó. Mỗi lần xong là chúng ta ấn enter một lần nhá. Để đến lượt của đối phương á. Đi tiếp vào. À, bọn nào đây? Bọn nó có nhiều quân không nhỉ? Đánh đi, đánh đi, đánh. Rồi, đã không đi nữa rồi. Đến lần enter, à. Ra nhập quân nhỉ? Vào đây, tiếp nhận quân này. À, đây đi. If it ends turn away from a town during the winter months. 1.500 vàng. Vàng đây đâu nhỉ? So ship crews and armies transported by sea will suffer attrition if kept away from the coastline. Làm sao lại có thêm vàng nhỉ các bạn nhỉ? Gia tộc cống nạp này. Cứ đợi bọn dân này nó bê đồ lên cho mình nhỉ? À, có thể là những cái căn nhà này là những cái gia tộc nhỏ chúng ta chiếm, chúng ta mở rộng bờ cõi ra thì càng lúc có chúng ta chiếm được, cũng như là có thể nói là chiếm được càng nhiều những gia tộc nhỏ này, lúc đó họ sẽ cống nạp chúng ta nhiều hơn, như vậy chúng ta sẽ có nhiều vàng hơn. Thì vậy là cách duy nhất đó là phải đi đánh chiếm rồi. Được đấy, có vẻ hợp lý đấy nhỉ. Chiêu mộ thêm nào. Enter. Này, lượt chúng nó. Rất nhiều các nước khác nhau à, các gia tộc khác nhau à. Cái gì ạ? Cộng 2 giáp lá cà cho toàn đơn vị. À, như cái lúc nãy mình đã nói ấy. Ấn cái phím M để hiện ra cho các bạn. Đây này. Từng ngày một thì chúng ta sẽ có thêm những kỹ năng mới. Cái này từng ngày một chứ không phải là lên level các bạn ạ. Thì đã cho ra được 2 giáp lá cà. Phòng ngự cho toàn đơn vị. Ý. Được rồi. Còn gì không? Cái này là cái gì ấy? Ngoại giao. Ngoại giao với ai đây? Thân thiện. Thân thiện. Thù địch. À, cái bọn mình vừa đánh nhau là chắc là thù địch rồi. Mirakami. Thân thiện, thân thiện. Trung lập. Thế thì bài phép đấy này, đáp ứng của bạn, yêu cầu của bạn. Yêu cầu giao thương, yêu cầu liên minh, lập thư chư hầu, yêu cầu tham chiến. Thres, make profession, hợp tác giao thương liên minh, trở thành chư hầu. Hứa hôn, what the fuck? Quyền thông hành, cống nạp. À, cống nạp đi. Cho ít nào. À không, mình cống nạp cho nó, được phát, còn lâu nhé. Quyền thông hành. Quyền thông hành đi. Trao đổi con tin. Takeda Yoshinobu. Nó làm quái con tin của mình đâu. Thôi thì cứ thiết lập nhỉ. Thiết lập bừa cái gì đó. À, yêu cầu liên minh chẳng hạn. Yêu cầu giao thương này. Rồi quyền thông hành. Lập chư hầu. Trở thành chư hầu. Trở thành chư hầu, trở thành chủ đúng không nhỉ? Hay là chúng ta... What the fuck? Rồi. Gửi thư. Xong nhá, được chưa, được chưa? Rất thân, ôi trời ơi. Thế rồi, có lẽ đến đây nhá.
Nói chung là sẽ còn rất nhiều những cái cần khám phá để có thể biết được những cái điều tinh túy của tựa game này. À, nhập quân vắt. Nhập quân vắt. Rồi, thanh niên này đã có 100 hơn 300 lính cung và 40 lính bộ. Các bạn có thể xây dựng thêm quân để bổ sung. Ui, có thêm 100 quân nữa này. Lính cung các bạn ạ. Rồi, các bạn có thể nhập thêm quân vào quân đội chính của các bạn. Đó. Cứ chiêu mộ sau đó thì lập thêm quân nữa các bạn ạ. Và nâng cấp nhà cửa các thứ lên này, chúng ta sẽ được nhiều cái điểm hơn. Quân đội các bạn sẽ mạnh hơn. Như nào? Như vậy đấy nhá. Mình sẽ add T4 đây. Được rồi. Mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn là download, cài đặt cũng như là Việt hóa cái tựa game mà tôi từng qua Sun 2, một tựa game chiến thuật rất là nổi tiếng đúng không nào. Chúc bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như là like và Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Và đương nhiên rồi, sắp tới sẽ là nguyên series Total War 2 luôn. Đúng không nào? Tạm biệt các bạn nhé.